Nghiệm băng, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Thế thì làm phiền rồi. Ở trôi đao của chính dương đao, ta có khắc lên một đồ án chạm rỗng. Hỏa diễm thần chi thạch vừa hay có thể khám vào đó. Đao công thật tốt. Ngươi kéo quạt gió giúp ta, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Cửu ly đấu khí. Cửu ly đấu khí của cô ấy ở trên cả hỏa thiên thật là lợi hại. Cửu ly thiên hỏa. Đỡ đấy. Dung hợp. Hỏa nguyên tố chi lực thật là lợi hại. Nếu không phải là hạng cấp bảo thạch thì tuyệt đối không thể nào khảm nạm. Khảm nạm vào vật liệu hỏa long giác này. Thật không ngờ nhanh thế đã tạo ra một bảo đao cấp độ thần khí. Tiếng gầm của hỏa diễm chi thần. Là thần nộ đao. Chính dương đao vừa thành. Sau khi hỏa diễm thạch dung nhập vào thân đao, phát ra một năng lượng lớn mạnh, liền dẫn động một thanh băng đao khác. Băng thật là cường đại. Hỏa nguyên tố, nếu như thế này thì niệm băng sẽ bị xé toạc người ra mất. Niệm băng, ngươi hãy cho tiếng gầm của hỏa diễm chi thần. Năng lực của ngươi tuyệt đối là không thấp hơn thần nộ đao. Y phục của ta đâu rồi? Miêu miêu không được nhìn. Xin lỗi, vừa rồi chuyện đó. Tỷ tỷ, niệm băng ca ca làm sao thế? Tại sao huynh ấy lại cởi y phục ra chứ? Niệm băng, ngươi mau tìm thứ gì đó che người lại trước đi. Băng thần tháp lại xuất hiện rồi, tế tư đại nhân. Lần này còn có một nguồn năng lượng khiến ta ghét nữa. Chẳng lẽ bị người của Hoa Dung đế quốc có được rồi hay sao? Băng tuyết nữ thần chi thạch, rồi ta sẽ tìm thấy người. Tế tư đại nhân, người đi đâu thế? Phụ nữ, ta bắt buộc là phải rời khỏi đây ngay. Nếu chúng ta không cùng đường, nhưng hãy cùng nhau rời khỏi đây đi. Ngươi mau chóng thu dọn đồ đạc. Không có gì để thu dọn cả, có nó là đủ rồi. Miêu miêu, làm phiền muội ra cửa đợi bọn ta một lát có được hay không? Ta có vài lời muốn nói riêng với Liệm Băng ca ca. Dạ tỷ tỷ. Thế hai người nhanh lên nha, muội ra ngoài trước đây. Ngươi còn có việc gì sao? Nếu ta nói là nếu chúng ta có thể ở cùng nhau mãi, ngươi có đồng ý đi cùng ta đến một nơi? Có lẽ ở đó sẽ có rất nhiều thứ khiến ngươi hứng thú. Nhưng sau khi đến đó, ngươi có thể sẽ không thể nào quay về thế giới hiện thực này được nữa. Phượng nữ, ta có một việc nhất định nào phải làm. Hiện tại, sinh mạng của ta không thuộc về bản thân ta. Sinh mệnh của ta thuộc về phụ thân và mẫu thân đã mất của ta. Nếu có duyên thì chúng ta nhất định là sẽ gặp lại. Ta đi đây, tạm biệt. Biết ngay là ngươi sẽ nói thế mà, tên khốn nhà ngươi. Phượng nữ, nếu sau này ta muốn gặp ngươi thì phải đi đâu để tìm ngươi? Ngươi sẽ tìm ta. Chúng ta là bằng hữu, tại sao không thể tìm người cơ chứ? Thế thì ngươi cứ gọi phụng nữ 1000 lần, ta sẽ xuất hiện. Hy vọng là thế, ta sẽ nói thật đó. Tùy ngươi. Hẹn gặp lại. Bạo phong tuyết, niệm băng. Chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không? Miêu miêu vào đi, chúng ta cũng nên đi rồi. Miêu miêu, muội không sao chứ? Ê, chẳng trách vừa rồi lại đồng ý sảng khoái như thế. Hóa ra là dùng huyễn thuật ảnh. Miêu miêu. Cùng với sự rời đi của niệm băng, sự bình yên quay lại với phong tuyết, cuối cùng cũng rời khỏi nơi thị phi đó rồi. Miêu miêu, sao cô bé lại ở đây? Chuồn thôi. Quan quan, tiểu mình kêu rồi, niệm băng ca ca, huynh chậm quá đấy. Bộ đạo huynh nửa ngày rồi đây này. Miêu miêu, sao muội không đi cùng phụ nữ mà lại chạy tới đây? Niệm băng ca ca, chẳng lẽ huynh không muốn nhìn thấy muội hay sao? Ba thường nói miêu miêu rất là đáng yêu mà. Tỷ tỷ muốn đưa muội về. Nhớ về thì Anna ba sẽ không để muội ra ngoài nữa. Ca ca, muội không quen biết ai cả, trên người lại không có tiền ăn cơm. Huynh để muội đi cùng đi mà, miêu miêu nhất định là sẽ rất ngoan, rất là nghe lời. Chỗ tiền này cho muội, mua đồ ăn ở trên đường, mau về nhà đi. Ta còn có rất nhiều việc phải làm, sao có thể đưa muội theo được chứ? Ca ca không phải là người tốt. Ca ca bắt nạt miêu miêu.
Một cô béo như Miêu Miêu ở ngoài một mình thật là đáng thương. Không có đồ ăn, không có cái gì mặc. Nếu mà gặp phải người xấu thì Miêu Miêu sẽ phải chết. Ta ca xấu xa, ta ca xấu lắm. Ta ca hại chết Miêu Miêu. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nói cho ta biết nhà muội ở đâu, ca ca đưa muội về. Điện mang ca ca. Ca ca muội đói. Người ta vẫn còn đang lớn, tất nhiên là phải ăn nhiều rồi, ca ca muội đói. Ở đây trước mặt thì không có thôn, đằng sau thì không có tiệm. Muội bảo ta đi đâu kiếm đồ ăn cho muội đây? Nếu chúng ta có thể tìm được một con thú rừng, hoặc là tìm được một cái thôn nhỏ thì tốt rồi. Có thú rừng là được ăn phải không? Thế thì dễ quá. Ca ca huynh đợi một chút, xem Miêu Miêu đây. Nhưng mà muội chỉ phụ trách dụ thú rừng tới đây thôi, huynh phụ trách bắt nó nha. La cha, La Na ra đây đi. Na Na đi tiểu đi. Chẳng lẽ là dùng nước tiểu của hồ ly dễ dẫn dụ được thú rừng tới sao? Mùi đặc biệt quá, chỉ e là thú rừng sẽ bị lùa chạy đi hết mất. Huynh không được nói Na Na như thế, trong đám sủng vật thì Na Na là quân sư đó. Uầy, tới thật rồi kìa, huynh thấy chưa? Niệm mang ca ca, đây là cái gì? Ca, huynh thật là nhẫn tâm đấy, lại tùy tiện sát sinh như thế. Lát nữa muội đừng ăn nha. Ca ca, đó là động vật gì thế, ăn được hay sao? Hưu sa, ăn được. Hơn nữa toàn thân đều là bảo đó. Ca ca, trước đây cha muội cũng từng miếng thịt cho muội. Huynh để xa nửa như thế, liệu có chín được hay không? Có thể về ma pháp thì ta không bằng phụ thân của muội, nhưng nếu nói về nấu ăn thì ra là ông ấy không bằng được ta đâu. Chúng ta không có gia vị. Con hươu này cũng khá là béo, đầu tiên phải nướng cho mỡ ở bên trong người của nó chảy ra ngoài, sau đó dần dần nướng chín, như thế mới có thể chín đều, mùi vị đạt được đến mức ngon nhất. Muội nghỉ ngơi bên cạnh đi, đợi ăn là được. Vâng. Ca ca xong chưa thế? Uầy, con hươu đã chuyển thành màu vàng rồi. Mùi đặc trưng của hươu sa và mùi thơm sinh ra khi nướng đã hòa quyện lại với nhau. Ngon quá, trông có vẻ rất ngon. Ca ca có thể ăn được hay chưa? Ca ca ăn được chưa vậy? Na Na, đứng gần ta một chút, e là quá nguy hiểm. Trời đất, đây là thứ gì? Uầy, không ngờ lại là một con tiết bối kiếm sỉ tích đáng yêu như thế. Do như thế e là cũng trên 100 tuổi rồi. Thiếu bối kiếm sỉ tích, niệm băng ca ca, mình giúp muội bắt nó có được hay không? Nếu có thể thu nó làm tiểu sủng thì sau này không sợ bị người ta bắt nạt nữa rồi. Hắn muốn ăn con hươu đó hay sao? Miêu Miêu, nếu muội biết sinh vật này thì nó có đặc tính gì? Có đấy, cha từng nói với muội. Tiết bối kiếm sỉ tích tính tình tàn nhẫn, tính tình hung tàn, một khi nhìn thấy sinh vật khác thì sẽ biến chúng thành đồ ăn của mình, tuyệt đối là sẽ không thể tha đi. Còn đặc biệt dặn dò muội, nếu gặp phải nó thì tốt nhất là chạy, nếu không chạy được thì cho nó ăn bò sữa, có lẽ sẽ đủ để cho nó ăn một lúc. Thế liệu muội có thể mệnh lệnh cho con bò sữa kia cầm chân nó một lúc để ta dùng ma pháp thử xem, có lẽ có thể đánh nuôi được nó. Ca ca, huynh tàn nhẫn qua đấy. Đạm Đạm đã chạy ra đằng sau chúng ta rồi, để nó đi cầm chân thiết bố kiếm sỉ thích e là không dễ. Nói cho huynh một tin xấu, đó là thiết bối kiếm sỉ thích còn được gọi là thiết bối địa long. Tuy không phải là rồng thật, nhưng do nó có một tia huyết thống của rồng nên thiết bối kiếm sỉ thích bình thường có thể miễn dịch với các hệ ma pháp từ tứ giai trở xuống. Thế cũng may là ta có thể dùng ma pháp cao nhất là lục giai. Cha còn nói thiết bối kiếm sỉ thích này trên 100 tuổi có thể miễn dịch được tất cả ma pháp lục giai trở xuống, tuy không thể miễn dịch tất cả ma pháp bát giai trở xuống giống như là chân long. Nhưng ma pháp của huynh nha là chỉ có thể gãi ngứa cho nó mà thôi. Hết cách rồi. Hỏa thường thuật. Đưa đám sủng vật của muội chạy ra hết mức có thể. Chỗ này cứ giao cho ta. Niệm băng ca ca, nhưng huynh là ma pháp sư, không đánh lại được nó đâu. Bảo muội chạy thì cứ chạy đi, mau lên, ở đây có ta rồi. Đánh không lại, chẳng lẽ không cầm chân được nó hay sao? Mau đi đi. Hỏa diễm chi thần vĩ đại, hãy cho phép ta mượn cánh tay trái của người. Hỏa diễm xuống nhân gian, dập tắt toàn bộ sức mạnh tà ác. Đại hỏa diễm chiếu khắp đại địa, hủy diệt tất cả chướng ngại ở đằng trước. Hỏa diễm thần chi tả thủ. Này đại gia hỏa, đối thủ của ngươi ở đây.
băng hỏa đồng nguyên. Hôm nay mình sao thế nhỉ? Sao lại gặp phải rắc rối lớn như thế này chứ? Đạm Đạm bắn Điềm Điềm xông lên. Cô bé này Miêu Miêu, tuy ngươi rất đáng yêu nhưng ta không cho phép ngươi ức hiếp ca ca. Miêu Miêu, sao muội lại không nghe lời thế? Còn quay lại làm gì? Mau chạy đi. Muội không đi. Không vui, không vui. Không hay rồi ca ca, huynh đánh nó đâu, nó sắp tức giận rồi. Sắp phóng tuyệt chiêu rồi đó. Hết cách rồi, chỉ có thể đối kháng ngay thôi. Miêu Miêu, muội mau chạy trốn đi. Ta sắp chú nhập tất cả ma pháp lực, biến thể tích thành 1/3. Băng hỏa đồng nguyên. Đáng ghét, vẫn không thể nào đả thương được nó. Quan quan, mau xuất tuyệt chiêu đi. Thú huyết phí đằng. Ê, quan quan vất vả rồi. Vẫn chưa kết thúc. Đúng là đứa trẻ ngoan cường. Là tinh thần ma pháp. Miệng băng ca ca, chúng ta mau đi thôi. Đều do Miêu Miêu không tốt, là muội đã hại huynh. Không ngờ ngó lại là kiếm bố địa long đã tiến hóa, chúng ta mau đi thôi. Tinh thần trấn nhiếp vừa rồi chỉ có thể làm nó hôn mê một lúc, nó sẽ tỉnh lại ngay thôi. Nó hôn mê, thế thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Hạ thủ của hóa thần. Chính dương không chỉ là tiếng gầm của hỏa viêm chi thần, mà đồng thời nó còn là thanh đao sắc. Nó còn là thanh dao sắc cứng vô cùng. Ta không tin con địa long này có thể chống lại được chính dương đao. Đủ rồi. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Tinh thần được bao động thật mạnh. Cha, còn không mau qua đây. Cha của Miêu Miêu, tên gia hỏa này thật là đáng ghét. Cha, sao cha lại tới đây? Bây giờ niệm băng ca ca rất là hư nhược, con không thể qua đó, huynh ấy cần con đỡ. Nếu như con gái ta đã sử dụng triệu hoán thuật trước mặt của người, mà ngươi lại là một ma pháp sư, thì xem ra ngươi đã biết bí mật của ta rồi. Không sai, ta đã biết rồi. Thế liệu có thể trả lại đao cho ta được không? Thơm, lão đầu này muốn giết người diệt khẩu. Không thôi, đây quả thực là một thanh đao tốt, đồng thời cũng là ma pháp vật thượng phẩm, cũng là ma pháp vật vật phẩm thượng hạng. Tiếc là với năng lực hiện tại của người thì căn bản không thể nào phát huy ra được hết uy lực của nó. Đỡ đấy, gia hỏa to lớn kia lại tỉnh lại rồi. Cha, yên lặng. Ngươi có biết tại sao ngươi dùng nhiều ma pháp như thế mà cũng không bằng hai chữ này hay không? Với tinh thần ma pháp của ngươi, thông qua tinh thần lực trực tiếp tấn công vào đại não của nó, tất nhiên có thể đạt được đến cảnh giới mà ta không thể làm được. Trong khi ma pháp lực gần như là cạn kiệt và còn có thể bình tĩnh như thế, tinh thần lực của ngươi quả thực là không tồi. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể sống sót khỏi tấn công của con tuyết đương ở trên vai của ta, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Miêu Miêu, qua đây cho ta, nếu không ta cũng thu hết sủng vật của con lại. Cha, người không thể giết niệm băng ca ca. Phượng nữ tỷ tỷ nói huynh ấy là người tốt. Phượng nữ tỷ tỷ nhờ con chuyển 4 chữ Phượng Hoàng Chi nữa cho người. Cha, người hãy tha mạng cho niệm băng ca ca đi. Cùng lắm thì con quay về cùng cha là được. Nhà đầu này lại dám đưa ra điều kiện với ta, qua đây. Con không. Đi đi, quay về bên cạnh cha muội đi. Yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Niệm băng ca ca, nhưng hiện tại huynh đã hết pháp lực rồi. Tuyết ương rất là lợi hại đó, ca ca, huynh. Dùng tinh thần lực làm vật dẫn, đứa trẻ thất lạc. Ta sẽ đưa con vào vĩnh hằng của sự thất lạc. Miêu Miêu, bất luận ngươi có quan hệ gì với phụ nữ, cũng mặc kệ ngựa giữa ngươi và con gái ta đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thể chặn được tấn công của tuyết ương, thì ngươi chỉ có con đường chết. Tới đi. Ta lại muốn xem băng hỏa đồng thể ma pháp có uy lực thần kỳ như thế nào. Tiểu tuyết tấn công. Tiểu tuyết băng nhận. Hỏa tường cầu. Phong sắc. Song sắc băng phong cầu.
phá vỡ băng nhận. Quay lại, băng hỏa đồng nguyên, thăng đẳng băng chi tẩy lễ. Muốn chạy không có cơ hội nữa rồi, biến thành nhựa, đến cực hạn rồi, tiêu rồi. Không những không xử được nó, mà ngược lại còn làm nó rồi nổi giận, cự đại hóa. Vốn tưởng rằng băng hỏa đồng nguyên ít nhất có thể đánh trọng thương con tuyết ương này, nhưng không ngờ chỉ làm nó nổi giận. Chỉ có thể ngồi yên chờ chết hay sao? Cậu mạnh hơn ta nghĩ, những quyển trục kia là cậu tự tạo hay sao? Đúng thế, là ta tự làm, tại sao tiền bối lại tha cho ta? Ta không thích giết người, ăn nó đi. Ma pháp lực bị tiêu hao, chỉ có thể dựa vào bản thân cậu mới hồi phục được. Nhưng định thần hoàn này có thể giúp đỡ cậu khó chịu. Ngươi không sợ ta đưa cho ngươi thuốc độc hay sao? Cái người này, tiền bối, ngươi không cảm thấy câu hỏi này dư thừa hay sao? Nếu ngươi muốn giết ta thì có trăm cách. Ta biết người không có ý muốn giết ta. Nếu muốn hỏi thì bây giờ người có thể hỏi rồi đó. Tiểu tử này, ta không giết cậu là vì trước đây cậu liều mạng, dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội giúp con gái ta thoát nạn. Cậu quen biết Miêu Miêu được bao lâu rồi? Đại khái là khoảng hơn 2 canh giờ. Mới biết nhau từ buổi trưa nay. Người yên tâm, ta chỉ coi cô bé như là muội muội mà thôi. Mới 2 canh giờ, mới quen biết nhau một thời gian ngắn như thế mà đã có thể khiến cho Miêu Miêu tin tưởng. Xem ra cậu quả thực là có điểm hơn người. Thế còn phụ nữ mà Miêu Miêu từng nhắc đến thì sao? Y có quan hệ gì với cậu? Chắc coi là bằng hữu. Phượng Hoàng Chi Nữ và Miêu Miêu vừa mới nói, không biết là có ý gì. Cái này thì bây giờ cậu chưa cần biết. Nếu phượng nữ muốn nói cho cậu biết thì cô ta sẽ tự nói ra. Nơi này quá nhiều bụi, chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện đi. Đứa trẻ thất lạc hãy tỉnh lại đi. Mẹ mang ca ca, huynh không sao chứ? Miêu Miêu, yên tâm ta không sao. Vừa rồi tuyển bối chỉ nói đùa với ta mà thôi. Chống bộ dạng thì có vẻ như cha không quan trọng bằng một người ngoài nhỉ. Đợi về nhà ta sẽ tính sổ với con. Cha còn lâu mới làm thế. Cha thương yêu Miêu Miêu nhất, con đã biết nỗi rồi. Hay là người để mẹ phạt con đi có được hay không? Mẹ con, nếu không phải là mẹ con chiều hư con thì con cũng không đến mức mà dám bỏ nhà đi. Chúng ta tạm thời bỏ qua chủ đề đó đi. Mọi người nhìn này, thịt hiêu nướng vẫn còn nóng đây. Cha Niệm Băng ca ca, chúng ta cùng nhau ăn đi. Cứ giao cho ta xử lý. Tiền bố Miêu Miêu, nơi này khá là hoang vu, hai người ăn tạm cái này đi. Và Miêu Miêu ăn trước tỏ lòng kính trọng. Ngon quá đi, ngoài giòn trong ngậy. Cậu học băng hỏa đồng nguyên ở đâu thế? Ta cũng được coi là khá quen thuộc với giới ma pháp, nhưng chưa từng nghe qua ai biết loại ma pháp trong truyền thuyết này cả. Thực ra băng hỏa đồng nguyên này, ma pháp này là tự ta mày mò tu luyện, không biết người có tin hay không. Cha, người không ăn hay sao? Ngon lắm. Đúng đúng thế, thật sự là rất thơm luôn ý. Sau này quay về, người cũng làm cho con ăn nha. Có đồ ngon, con đảm bảo sẽ không nén chạy ra ngoài nữa. Na na, qua đây cho ta. Vừa rồi ngươi chạy đi đâu thế? Vừa ngửi thấy mùi thịt là chạy về ngay. Con hồ ly thối này, để xem về nhà ta xử thế nào. Miêu Miêu, bội cho nó ăn chút đồ ăn đi. Giờ nó vẫn chưa tiến hóa, bản thân vẫn chưa có năng lực tấn công, muội cũng không cần phải trách nó. Ngươi đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy. Bình thường ta đúng là yêu thương vô ích rồi. Phạt ngươi 1 tháng không được uống sữa của Đạm Đạm. Miệng Băng, đa pháp của cậu thần phục, chẳng lẽ cậu còn tu luyện cả võ kỹ hay sao? Nhất tâm không thể nhị dụng, nếu tu luyện thêm võ kỹ thì e là cả đời này cũng sẽ không thể nào đạt đến đỉnh cao của bất cứ năng lực nào cả. Đa công của ta thần phục là vì nghề nghiệp chính là một chủ sư. Tay nghề của ta còn tốt hơn ma pháp nhiều. Quả đúng là thế. Món ăn mà cậu làm ra mùi vị thật tuyệt, ngon lắm.
là kim bố địa long, nó lại còn có thể đứng dậy được, hơn nữa trong bộ dạng có vẻ là không giống với lúc trước. Tốt quá rồi, con kim bố địa long này biến dị rồi. Hai người đứng yên đó. Kim bố địa long sau khi biến dị rất là đáng sợ. Ta đi một lát rồi về, miêu miêu. Chẳng phải con muôn nội, chẳng phải con luôn muốn có một sủng vật lớn mạnh hay sao? Lần này có rồi đó, tiền bối. Tiệm băng ca ca xin lỗi huynh. Muội biết mình sai rồi, nhưng huynh có thể tha lỗi cho miêu miêu được không? Nhà đầu ngốc này, lúc ta gặp nguy hiểm nhất, muội đã quay lại cứu ta rồi mà. Bất luận chuyện gì thì ta cũng đều tha thứ cho muội. Hiện tại muội có thể nói rồi, không sao. Đầu tiên là con kim bố địa long kia, e là bị mùi nước tiểu của Nana dẫn dụ tới. Ta nghĩ cũng phải, nhưng chuyện này căn bản là không thể nào trách muội được. Sao ta lại giận muội cơ chứ? Địa long vô cùng tham ăn, tuy nó rất hung tàn, nhưng nếu lúc đó chúng ta đưa thịt hưu cho nó, thì nó căn bản là sẽ không để ý đến chúng ta. Muội muốn xem ma pháp của Kaka nợ hạ đến đâu, nên mới nửa huynh, và nó nhất định là sẽ tấn công chúng ta. Nhưng muội cũng không ngờ nó lại là một con kim bố địa long. Bỏ đi, những chuyện này tuyệt đối là đừng đùa kiểu đó nữa. Nguy hiểm đến tính mạng đó, miêu miêu ngoan, Kaka không trách muội nào được. Kaka, huynh thật sự là không giận muội hay sao? Kaka là tốt nhất, Kaka là tốt nhất. Miêu miêu, chúng ta qua bên kia xem cha muội thế nào rồi. Con thằn lằn đó thế nào rồi? Nếu thiết bố địa long sống đến 300 tuổi thì nó sẽ tiến hóa thành kim bố địa long. Trong bộ dạng thì rất có thể là con kim bố địa long đó đã tiến hóa thêm dưới tác dụng kích thích của ma pháp tinh thần của cha muội rồi. Tên kia còn muốn đánh một lần nữa, nó đã không có cơ hội nữa rồi. Lấy sinh mệnh của ta dẫn đạo, lấy máu tươi của ta để gọi người. Người điều khiển tật phong, đồng đội của ta, hiện ra sức mạnh cường đại nhất của ngươi đi. Tạp na địch lý tư ca quý. Dòng đúng là dòng sao? Không phải nói long tộc sống đã biến mất tại thời kỳ viễn cổ chiến tranh hay sao? Trời ạ, phụ thân miêu miêu vậy mà có thể triệu hồi ra một con rồng thực sự. Bay theo rồng đến, đây cậy gọi là Vân Tòng Long. Bọn chúng dường như là giao lưu cái gì. Âm thanh của kim bố địa long ngày càng trở nên yếu ớt. Cảm ơn người, Tạp La Địch Ní Tơ. Còn làm phiền người đưa nó về trước. Vì sinh tồn nó thuần phục, ta đã đồng ý với nó, trăm năm sau cho phép nó vào long tộc. Yay, rồng biết nói kìa. Tiểu miêu miêu, ngươi phải nghe lời cha ngươi, nếu không long bá bá sẽ nhét vào cái mông nhỏ của ngươi đó. Long bá bá không nỡ đánh con đâu, con về với cha con liền mà. Nhưng mà bá bá có thể cho tiểu miêu miêu vuốt râu hay không? Con nghe được có người nói nếu dùng râu rồng làm roi có thể quất đã thành phấn vụn. Tiểu nha đồng này đúng là càng ngày càng lớn mật. Được rồi, ta phải đi đây, trở về để cha ngươi kết mông đi. Là dòng chân chính, niệm băng ca ca, đừng quấy rầy hắn, dường như hắn đang lĩnh ngộ cái gì đó. Quỷ thủ lạc sử kinh thiên biến, điều thành ba đào bách hồi toàn, thần công thiên cổ kim phương tạo, đao khởi tàn nguyệt ánh nặng tuyền, đưa đao chém xuống, thoáng qua mà thành. Hay cho một quỷ điêu thần đao, đao công có thể đạt đến cảnh giới như thế. Bây giờ ta mới thực sự tin ngươi là một chủ sư. Cười quá ca ca, hóa ra huynh còn có tài năng này. Thực sự cũng không ngờ, còn tưởng mình chỉ có thể khắc họa ra dòng hữu hình vô thần. Vừa rồi thấy tiền bố triệu hồi ra cự nòng, đột nhiên trong lòng kích động mới đưa khắc ra tác phẩm này. Muội sắp phải về nhà, cái này là vật mà ca ca tạo cho muội. Và cảm ơn ca ca. Còn có một lễ vật khác, mặc dù chưa hẳn hữu dụng nhưng mang theo vẫn còn có chỗ tốt. Ca ca, huynh đối xử với miêu miêu tốt như vậy, miêu miêu thực sự là thích lễ vật của huynh. Ca ca không có thứ gì tốt,
chỉ có thể tặng muội mấy thứ này. Muội đã gọi ta hai tiếng ca ca nhiều lần như vậy, cũng không thể để muội gọi xuông. Xem ra vận khí của các ngươi quả không sai, nó cũng không hổ là dẫn bảo, nó cũng không hổ là dẫn bảo hồ. Nước tiểu của nó mặc dù khó ngửi, nhưng có thể thu hút động vật quý hiếm. Chúng ma nanh này giá trị 50 tử kim tệ trở lên, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Các ngươi có muốn nghe cố sự liên quan tới Kim Bố Địa Long kia hay không? Liên quan tới việc Cẩu Long Thần mấy ngàn năm trước. Hàng nghìn năm trước, khi đại chiến viễn cổ diễn ra, cự long trên đại lục số lượng vượt qua con số hàng nghìn. Quốc gia lúc đó đều dựa vào việc có cự long chiến sĩ mà cảm thấy tự hào, bởi vì rồng đại diện cho lực lượng, phương nào có nhiều chiến sĩ cự long, khả năng giành chiến thắng sẽ càng lớn. Thế nhưng do long tộc lại gặp khó khăn trong việc sinh sản, vì thế số lượng của long tộc đang dần dần giảm đi. Khi số lượng của cự long không còn đến trên trăm con, Long Vương lúc đó đã biết chủng tộc của mình sắp đến thời đại tuyệt chủng. Dưới sự bất lực, nó chỉ có thể dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi, sử dụng long ngữ, đạo pháp cường đại nhất để cầu cứu long thần ở trong truyền thuyết. Tính vào lúc nghi thức sắp hoàn thành, một cự long muốn lật đổ Long Vương. Đối diện với lúc này, tổ tiên của ta đã dùng sinh mạng của mình để đánh đổi, tiêu dụ toàn bộ tinh thần lực để ngăn cản quân cự long đó, giúp cho Long Vương hoàn thành cấm chú trong long ngữ độ pháp, lời cầu nguyện của long thần. Lại có sự việc như vậy, long thần thật sự là sắp đến rồi. Long thần vốn là một trong những chủ thần, chuyện đầu tiên chính là trừng phạt kẻ phản đồ của long tộc. Tổ tiên của chúng do cứu long tộc, được long thần đã ban cho danh hiệu là long tự hộ giả, cho phép tộc nhân của chúng ta trong mỗi thời đại sẽ do một người ưu tú nhất cùng với một trong số cự long ở trên đại lục này xây dựng củng cố hiệp ước bình đẳng. Đồng thời, nó mệnh lệnh cho Long Vương dẫn long tộc cường đại đi theo con đường quay trở về thần giới, vĩnh viễn trở thành thành viên ở trong thần giới. Long Vương lại không muốn long tộc sinh tồn vô cớ số năm ở ẩn quanh đại lục. Dưới sự thỉnh cầu của nó, long thần cho phép mỗi một thế hệ cự long để lại một thành viên ở trên đại lục sinh tồn. Cha, những điều này con đều biết, người mau nói vào trọng điểm đi. Miêu miêu ngoan, đừng có nói leo, để tiền bối nói chuyện tiếp đi. Sắp vào vấn đề chính rồi. Trên đại lục của chúng ta có rất nhiều tín ngưỡng khác nhau, trong đó có một vài người tín ngưỡng chính là rồng. Vài sinh vật này cường đại này, bọn chúng tự do tổ chức thành long nhân tộc, cũng có long nhân tộc tôn thờ thần long, lại muốn làm phản, tự xưng là đồ long dũng sĩ tồn tại. Tiền bối, nghĩa là cự long thật sự chỉ có giáng thuật và thần sư mới có thể kiềm hãm được hay sao? Hoàn cảnh của người như vậy há chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Rồng mặc dù cường đại, thế nhưng cũng có điểm yếu của mình. Muốn đối phó với chúng, dưới tình hình thực lực không đủ thì chỉ có tìm được vũ khí giết nó thì mới có thể thành công. Chúng ta nên nói về Kim Bố Địa Long của ngày hôm nay đi. Kim Bố Địa Long này đã có trên 1.000 năm tuổi rồi. Dựa vào năng lực mà nó có, cho dù là một đoàn của 1.000 trọng binh, của 1.000 trọng kỵ binh, cũng chắc chắn là không có cách nào đối kháng được. Điểm yếu của nó chính là việc nó không thể bay. Hơn nữa, nó rất sợ những sinh vật có thể bay trong không trung. Vậy bộ dạng vừa rồi nó biến hóa ra là thứ tiến hóa mà Miêu Miêu nói hay sao? Kim Lân há phải vật trong ao, gặp được phong vân là sẽ hóa long. Quân địa long này có thể sống đến 1.000 tuổi, bị giam giữ ở trong tinh thần ma tháp. Tinh thần ma pháp của ta đã tiến nhập vào giai đoạn tiến hóa cuối cùng rồi. Vừa rồi biến hóa mà các ngươi nhìn thấy chính là quá trình nó hóa rồng. Từ chiếc vây lưng hình thuẫn mọc ở trên 9 cánh đuôi và trên lưng của nó, ta chuẩn bị gọi nó là kiểu qua long. Chỉ cần để cho Miêu Miêu và nó tạo được hợp ước với nhau, từ nay về sau, cho dù là nha đầu này có chạy ra ngoài, ta cũng không cần phải lo lắng. Cha vạn tuế, cha làm tốt nhất.
Con đừng vội đắc ý, dựa vào tinh thần lực của con hiện giờ, có thể xây dựng hiệp ước với thần Long hay sao? Nếu như con muốn trở thành một vị Long Triệu Hoán Sư, sau khi quay về thì con phải chăm chỉ tu luyện tinh thần ma pháp cho ta. Con biết rồi, quay về con sẽ nỗ lực tu luyện mà. Chà, chúng ta đưa niệm băng ca ca về cùng có được hay không? Huynh ấy làm cơm rất ngon, một mình Miêu Miêu thấy rất cô đơn. Nếu như có niệm băng ca ca ở bên, sau này đảm bảo sẽ không chạy nữa. Con bỏ trốn còn chưa đủ hay sao? Còn dám ra điều kiện với ta? Tiểu Thanh, đưa nó về mau. Cha thật là xấu, hung dữ như vậy. Niệm băng ca ca, xem ra chúng ta thật sự là phải chia tay rồi. Cái này để lại cho huynh, sau này nhìn thấy nó coi như là huynh nhìn thấy Miêu Miêu. Huynh yên tâm, Miêu Miêu nhất định là sẽ tìm huynh. Ngà voi tiền bối, Miêu Miêu vẫn là trẻ con, chỉ là ham chơi một chút, người đừng có trách cô ấy. Nói thẳng ra, hiện giờ ta phải giết người mới là lựa chọn tốt nhất. Tiền bối, người, thế nhưng ta đã có lời trước đó, coi như là người may mắn. Tộc nhân của chúng ta chỉ có thể gả cho người trong tộc, như vậy mới có thể bảo lưu được huyết thống, đặc biệt là con gái ta. Nếu như không thể kết hợp với tộc nhân, thần long bảo hộ giả sao có thể truyền thừa cơ chứ? Tiền bối, người không nhầm đấy chứ? Quang Hạnh nói đến việc đó, ta vào Miêu Miêu mới chỉ quen biết có vài tiếng đồng hồ thôi, chỉ đơn giản ta coi cô ấy là muội muội, không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Con gái của ta, ta rõ nhất. Nếu như ngươi muốn để cho băng hỏa đồng nguyên ma pháp tỏa sáng, muốn tiếp tục một cuộc sống bình yên, vậy thì đừng có bất kỳ quan hệ gì với con gái ta. Vì sao sau khi ta rời khỏi Đào Hoa Lâm lại gặp cô bé? Không biết cha bọn nọ ai mạnh hơn ai? Ma pháp sư có thể triệu hoán thần long, chỉ e là ngay cả đến lão sư Long Trí tân phái cũng không phải đối thủ. Xem ra muốn báo thù cho cha mẹ, con đường phải đi còn rất là dài. Xuống tay thật là độc ác, dã thú bình thường thì dùng cái này nào đủ rồi, chỉ cần không phải là địa long gì đó, có lẽ không có vấn đề gì. Một mình đi về phía trước, đối với những người bình thường mà nói có lẽ là sự cô độc, niệm băng lại thích sự cô độc này. Đã vào tháng 9 rồi, cái nắng nóng ban đầu do thời tiết đã dần chuyển sang mát mẻ, mùa thu là mùa thu hoạch. Hai bên con đường của đế quốc băng nguyệt, ngoài các loại thực vật ra thì chính là những cây nông nghiệp do những người dân thường trồng trọt. Thành băng lan, một đại thành tương thông giữa hai biên giới của băng nguyệt đế quốc và áo lan đế quốc, cũng là một trong những thành phố đặc biệt nhất ở trên toàn ấn quang đại lục. Do thành phố này có đến 2/3 là thuộc ranh giới của băng nguyệt đế quốc, còn 1/3 còn lại là thuộc về áo lan đế quốc. Vì vậy, nơi đây cũng trở thành điểm giao thông và khúc giao thương buôn bán lớn nhất ở xung quanh đây. Có thương nhân rồi thì đương nhiên không thể nào thiếu những quân thể khác, đó chính là song binh. Để có được lợi ích lớn nhất, hàng hóa của những thương nhân vận chuyển thường phải thông qua lộ trình rất dài, vì vậy tận dụng sự bảo vệ của song binh trở thành chuyện không thể thiếu. Song binh cũng có ban phụ trách song binh của riêng mình. Từ công hộ song binh có thể tiếp nhận được các kiểu nhiệm vụ, dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp sẽ không giống nhau, có được những khoản thù nào cũng khác nhau. Nếu như có thể tìm thấy một nhiệm vụ vừa khá đơn giản lại dễ hoàn thành, vậy thì những song binh có thể ung dung tự tại một trận rồi. Đương nhiên cũng không phải là tất cả song binh đều lấy việc kiếm tiền làm mục đích. Mục đích của họ là du lịch. Có kẻ thì thích mạo hiểm, mặc dù chỉ là thiểu số, thế nhưng chính là trong số thiểu số đó mới tồn tại người mạnh nhất ở trong số dòng binh. Công hội dòng binh của thành Ban Nang tọa lạc ở phía bắc của thành phố, cách cửa thành rất xa, kiến trúc của công hội không cao lớn lắm. Nhiệm vụ này là ta nhìn thấy trước. Lan hỏa dòng binh đoàn của ta, của các ngươi, muốn cậy thế ức hiếp người ăn cắp hay sao? Để ức hiếp người khác chính là ngươi đó, sao nào? Quái bí cầu, còn không mau cuốn gói về đi. Chỉ có đức hạnh như ngươi mà cũng đòi hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta thấy vẫn còn chưa đi đến được một nửa đường đâu, ngươi chỉ có thể ăn sạch nhà họ Đông thôi. Việc chết đi được, muốn đánh thì ra ngoài đánh, nếu không thì ta phải gọi bảo vệ rồi. Xin hỏi ở đây có nhiệm vụ mua chục cuốn ma pháp cao cấp hay không? Tiên sinh là đến đây để nhận nhiệm vụ hay sao? Đúng vậy, ta muốn xem nơi đây có một nhiệm vụ thu mua quyển trục ma pháp ngũ giai trở lên hay không.
Dòng Minh Công Hội. Vị tiên sinh này, ngài đến là để tiếp nhận nhiệm vụ hay sao? Đúng vậy, ta muốn xem một chút xem ở đây có nhiệm vụ thu mua quyển trục ma pháp ngũ giai trở lên hay không. Tiên sinh, vậy phiền ngài đợi một chút, ta đi kiểm tra một chút cho ngài. Ta tên là Mã Thụy, rất vui được phục vụ cho ngài. Ai chà, thật sự là hiếm gặp, sao ta lại không nhận được kiểu đãi ngộ như vậy nhỉ? Cút sang một bên, bớt huyên thuyên ở chỗ ta đi. Có bản lĩnh, đợi ngươi thăng đến dòng binh cấp 1, ta cũng tìm nhiệm vụ cho ngươi. Nói vậy thì hắn là dòng binh cấp 1 hay sao? Sao lại thấy không giống thế? Tiểu tử, trong bộ dạng của ngươi nhất định là rất yếu. Trước đó hắn đã chưa từng thấy ngươi ở đây, nhẽ nào làm ăn không tốt mới chạy đến đây tìm Mã Thụy hay sao? Mã Thụy lại thích sự lựa chọn không tồi. Ngươi xem vóc dáng của cô ta đi, thật là đẹp. Có điều diêm điểm nương cầu đó của cô ta thì e là không đáp ứng được ngươi rồi. Ai, ông trời đúng là không công bằng, vì sao ta lại không thể đẹp trai như ngươi chứ? Có cần ta giới thiệu đối tượng tốt cho ngươi hay không? Quý phụ trong thành thì thế nào? Tiểu tử, mẹ của ngươi nhất định là rất đẹp nhỉ? Cười cái gì mà cười? Tiểu thư, mời tiếp tục tìm, cảm ơn. Ngươi, tại sao ngươi lại có thể động thủ làm bị thương người ở trong công hội cơ chứ? Người đâu, bảo vệ mau đến đây. Ta là đội trưởng đội bảo vệ ở đây, là do ngươi làm hay sao? Ta làm. Là ta đã chặt đứt cánh tay của ngươi sao? Không không, không phải. Nói dối. Hắn nói dối, chính xác là do ta làm. Tiểu tử, ngươi thật là ngông cuồng. Ngươi phải hiểu hiện tại mình đang ở đâu. Ta phải thay dòng binh đòi lại tôn nghiêm. Ngươi sắp giống như là hắn rồi. Nếu ngươi đã có lòng muốn đối phó với ta, vậy thì đến đây. Có điều, ta không thể đảm bảo được việc sẽ không đả thương người khác đâu. Ngươi là một ma pháp sư hay sao? Nói chính xác, là một ma pháp sư của công hội ma pháp sư tại Băng Nguyệt Đế Quốc. Đừng có làm loạn nữa. Ma pháp sư tiên sinh, ta là hội trưởng của công hội dòng binh ở nơi đây. Không biết có thể nói chuyện với ngài một chút được hay không? Đương nhiên là có thể, rất vui vì được gặp ngài, hội trưởng tiên sinh. Ma pháp sư tiên sinh mời ngồi. Ta xin tự giới thiệu một chút, ta chính là ca nạc hội trưởng của công hội này. Ma pháp sư tiên sinh, người có yêu cầu gì xin cứ nói, ta nhất định là sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của ngài. Quyển trục ma pháp tứ giai 200 tử kim tệ một chiếc, quyển trục ma pháp ngũ giai 50 tử kim tệ một chiếc, trục cuốn ma pháp lục giai 400 tử kim tệ một chiếc. Ma pháp sư tiên sinh, báo giá quyển trục ma pháp ngũ cấp lục cấp của ngài ta còn có thể hiểu, thế nhưng quyển trục ma pháp tứ giai vì sao lại báo giá cao đến vậy? Rất đơn giản, là vì quyển trục ma pháp tứ giai ông chắc chắn là sẽ không tìm mua được ở nơi khác đâu. Đây là quyển trục ma pháp sư lão sư của ta Long Chí ma sư đã nghiên cứu ra giao cho. Trước đó cũng chỉ có thành công về mặt thí nghiệm ở trên quyển trục tứ giai này. Trong ký ức, loại quyển trục ma pháp tiếp phát đặc biệt này có thể đã sớm thất truyền rồi mới đúng. Cũng không đắt. Ma pháp sư tiên sinh, chúng ta đổi tạ điểm, ta muốn kiểm tra hàng một chút. Ngài có thể đặt quyển trục ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể. Hiện giờ ta dùng một ma pháp đánh ra một đòn, ngài không cần làm gì hết, làm đi. Ta phải bắt đầu rồi. Hỏa nguyên tố nhiệt tình, xin các vị giải phóng ra hỏa diệm nóng bỏng. Để tiểu thành hủy hoại chi cầu, bạo phát chi viêm, đốt cháy tất cả mọi thứ ở trước mắt. Cảm giác này quá thần kỳ, điều này thật sự là quá thần kỳ. Long Chí ma sư thật không hổ danh là hội trưởng của công hội ma pháp sư của đế quốc. Ma pháp sư tiên sinh, bất luận là quyển trục của ngài có ma pháp thế nào, ta tuyệt đối đều quyết định mua nó. Tất cả đều theo yêu cầu mà tiên sinh đưa ra. Vậy được, sau khi chuẩn bị tốt quyển trục trắng, mời ngài trực tiếp đến nhà hàng Nando để tìm ta. Ta đi trước đây, đợi một chút. Nếu như ngài có thể gia nhập vào trong bàn dòng binh của chúng ta thì ta nghĩ thực lực của đoàn dòng binh nhất định có thể đạt được sự nâng cao vô cùng lớn. Ta đồng ý trả qua ngài thù lao rất cao. Hội trưởng ca nạc, ông khách sáo quá rồi. Ta đã là người của công hội ma pháp sư của Băng Nguyệt Đế Quốc, không thể nào lại gia nhập vào công hội dòng binh, xin lỗi. Xin ông lượng thứ cho. Cũng phải, một ma pháp sư thân phận cao quý, sao có thể nhìn chúng dòng binh chúng ta cơ chứ? Không, nếu như ngài nghĩ lại, ngài nghĩ vậy là sai rồi. Trong mắt của ta, từ trước đến nay chưa từng có thơ
chưa từng có phân biệt thân phận cao hay là thấp hèn. Như vậy đi, đại ông giao chục cuốn trắng, đến lúc đó đổi lấy chục cuốn ma pháp, ta đưa cho ông một bức thư. Ông cầm lấy thứ đó đến công hội ma pháp sư của băng xương thành, ta nghi có lẽ có thể giúp được ông. Khách sạn Nan Hình. Đúng là hồ đồ. Vừa rồi sao không hỏi ca nạc hội trưởng trong áo Nan Thành này có quán ăn nào nổi tiếng hay không chứ? Đành đi làm vòng vậy. Đại sảnh quán cơm Nan Hình. Thành phố này lớn như vậy, khách qua lại vô cùng đông đúc, nhất định sẽ không thiếu mấy món cao lương mỹ vị. Uầy, nhiều người xếp hàng vậy sao? Môi trường ở đây chỉ có thể dùng hai chữ thô sơ để hình dung mà thôi. Sao một nơi cũ kỹ thế này lại có nhiều khách như vậy? Kỳ lạ là có những vị khách ở đây ăn mặc rất là mỹ nệ. Sao khách ở quán ăn của các ông lại đông như vậy? Ở đây có thứ gì ngon hay sao? Tiên sinh, cậu ắt hẳn là từ nơi khác đến đúng không? Ở trong băng Lan Thành bọn ta, cánh gà nướng của quán cơm Nan Hình và trừng nhãn thực của thành Nam Trừng Nhãn Thực Phủ được coi là hai món ăn nổi tiếng nhất ở băng Lan. Không biết bao nhiêu người nghe danh mà tới đây, đặc biệt là đến để ăn cánh gà Lan Hình của bọn ta. Chỉ là cánh gà nướng sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy? Cánh gà nướng ở đây là cánh gà không xương, chỉ có phần thịt ngon nhất ở giữa, dùng que trúc để xuyên qua hai cạnh của cánh gà. Mỗi một xiên là hai que trúc, như vậy có thể khiến cho cánh gà ở trong lúc nướng có thể đặt ổn định ở trong lò nướng. Cũng bình thường mà. Không đúng, điểm vi diệu của cánh gà Lan Hình này là nước tương. Đúng vậy, bí mật chắc chắn ở trong nước tương. Nước tương này chắc chắn là trải qua công nghệ pha chế đặc biệt mới làm ra được. Tiên sinh, muốn cánh gà như thế nào, cần bao nhiêu xiên? Ăn ở đây hay là mang đi? Cánh gà ở đây của các người, mỗi thứ cho ta một xiên, ăn ở đây. Mỗi xiên 3 miếng đồng tệ, 4 xiên tổng cộng là 1 ngân tệ 2 đồng tệ. Bây giờ ở đây không còn chỗ ngồi nữa, cậu ở đây chờ một chút đi. Mùi vị thơm ngọt kỳ lạ này, hương liệu điều chế thực sự là bên trong thế nào, chỉ có ăn vào mới có thể xác định được. Quý khách, cánh gà của cậu đã có rồi. Cánh gà nguyên vị chính là thành phẩm sau khi quệt nước tương vào. Vị hơi cay chính là do quệt một ít vị cay nên cánh gà nguyên vị. Mà vị cay đơn thuần này lại rất kinh khủng. Bề mặt của cánh gà hoàn toàn che phủ bởi ớt cay. Tiên sinh, nếu có thể ăn hết một xiên hai mặt cay sẽ được tặng thêm một xiên nữa. Còn về hai mặt cay, tất cả vị trí của cánh gà đều bao phủ ớt cay. Trời ơi, thứ này mà ăn được sao? Bỏ đi, ăn nguyên vị trước. Chẳng trách lại thơm ngon như vậy. Ít nhất là trong loại nước tương kia có bao chứa 6 loại thảo dược, mà mỗi loại thảo dược đều tương trợ bổ trợ cho nhau. Không những giúp cho mùi vị tăng cao, hơn nữa còn có tác dụng trị liệu rất tốt cho sức khỏe con người. Quả nhiên đặc biệt. Tiếp theo là hơi cay, đây nè. Trong hương thơm có một chút vị cay, thỏa mãn. Cuối cùng là cay toàn bộ. Bớt coi thường người khác đi. Hỏa Long Nữ Vương. Ơi, ngươi cuối cùng cũng rơi vào trong tay ta rồi. Chuyện gì thế này? Quá tự cao tự đại sẽ khiến chủ nghệ giảm sút. Tuy vị cay là cực phẩm nhưng che mất hoàn toàn mùi vị của cánh gà. Còn việc bình phẩm thì để những vị khách ở đây làm đi. Nếu các ngươi thua, ta chẳng cần gì cả. Nếu ta thua, ta bằng lòng trả giá một miếng tử kim tệ thế nào? Các ngươi đã tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ, để ta thử một chút thì có sao chứ? Ngươi đến là để gây hiệp khích hay sao? Thơm, thơm ngon. Nước, nước. Đây lại được một cái mạo rồi. Đấy lại được một cái mạo rồi. Đã ở đâu ra vậy? Đây, là có thể để ta tự nướng và xiên cánh gà để ăn hay không? Xin lỗi, ta đồng ý trả giá gấp 3. Xin lỗi. Nước tương nướng cánh gà của bốn tiệm là bí chế, cho nên người ngoài không thể nào tiếp cận nhà bếp được. Yên tâm, ta không cần lượng nước tương của các ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ khiến cho các ngươi làm thế nào mới làm được cánh gà ngon hơn. Nực cười, cánh gà ở quán của bọn ta nổi danh thiên hạ,
có tiếng là thiên hạ đệ nhất cánh gà, cần ngươi đến dạy hay sao? Kể cả động tác của ngươi có điêu luyện, có thể vừa nướng cánh gà tốt hơn, hương vị cũng sẽ chẳng khác gì của bọn ta nào ấy. Chỉ cần không phải là mỹ thực ra chân chính thì sẽ không thể nào phát hiện ra được điểm khác biệt nhỏ con như vậy được. Hơn nữa, như vậy rất là mệt mỏi. Ngươi có biết lượng tiêu thụ một ngày ở đây là bao nhiêu hay không? Ta lại không nghĩ như các ngươi. Cái gì? Đừng vòng vo nữa, mau nói đi. Đúng vậy, bước quan trọng còn chưa tới. Các ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối không cần đến loại nước tương của các ngươi. Chỉ cần một chút muối và sự cần mẫn là được rồi. Các ngươi quấn nước tương lên trên, đương nhiên là khiến cho mùi vị của cánh gà rất thơm ngon. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một chữ ngọt. Toàn bộ cánh gà đều là mùi vị của nước tương, đã mất đi vị thơm ngon của bản thân cánh gà và vị tiêu thơm bên ngoài cánh gà, bên ngoài da gà. Vì trong nước tương đã cho thêm thảo dược có lợi cho sức khỏe đã làm điều đáng khen ngợi rồi. Nhưng thân là một đầu bếp, mùi vị vẫn là thứ quan trọng nhất. Nhìn cho kỹ đây, phần thịt giữa cánh gà chính là vị trí béo ngậy nhất, nên không cần phải quện thêm dầu nữa. Cây cánh gà bắt đầu vàng, rạch ra một vài đường nhỏ, như vậy có thể khiến cho dầu của bản thân nó tự dung hợp vào trong cánh gà, khiến cho mùi vị hương liệu càng đều đặn hơn, cũng khiến cho cánh gà càng thơm hơn. Xong rồi, mời thưởng thức cực phẩm cánh gà do ta nướng đây. Cực phẩm đùa gì vậy chứ, cực phẩm cánh gà. Cho người được, cho cô, cho các người. Cứ thong thả, các người sẽ làm ăn khấm khá thôi, cáo từ. Đúng là tên tự cao tự đại. Ây, thực sự là quá ngon, cái gì? Thơm lắm, trước giờ chưa từng ăn cánh gà nào lại thơm như vậy. Thật hay giả vậy? Đừng có nói bừa. Ây, tuy không phải là vị thơm ngọt, nhưng đã thể hiện được hoàn toàn mùi vị của cánh gà ra ngoài. Cộng thêm hạt tiêu ngoài da gà này và phần thịt rất mềm. Đây mới thực sự là thực phẩm cánh gà nướng. Xin lỗi các vị khách, hôm nay bọn ta quyết định tạm thời ngừng kinh doanh. Ngày mai bọn ta sẽ cho ra loại cánh gà nướng mới. Ây, đói quá đi mất. Cánh gà còn chưa được ăn no, ngược lại còn bị cay đến phát khóc. Nhất phẩm diện thực siêu ngon. Nhất phẩm dám tự xưng là nhất phẩm, cho thấy ông chủ của quán ăn này tuyệt đối là tự tin với những món ăn của mình. Thật sự chỉ là một bát mì thôi sao? Món ăn tốt nhất của các người ở đây là gì? Đương nhiên là mì rồi, bọn ta ở đây có các loại mì. Chỉ có thứ cậu không nghĩ tới, không có thứ bọn ta không làm được. Có điều giá cả ở đây có hơi đắt hơn các nơi khác một chút. Giá của bất kỳ loại mì nào cũng là một miếng kim tệ. Cái gì? Một miếng kim tệ? Các người đi ăn cướp còn hơn. Sĩ vi chi kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỹ giả dung, tiên sinh, cậu đã nghi ngờ giá của bọn ta. Vậy cậu có thể rời khỏi đây rồi, bọn ta không hoan nghênh khách như cậu. Xin lỗi, vừa rồi là ta thất lễ rồi, ta không ngờ giá mì ở đây lại cao như vậy. Vậy tiên sinh muốn ăn gì nào? Cậu có thể chọn bất kỳ món mì nào ở đây. Cho ta 3 loại: kim hương khuyên 5 cái, nư đã cổn 5 cái, cương chấp bài xoa 1 mâm. Xin nhanh cho, cảm ơn. Hành giả, hành gia xin đợi một chút, một nát là có. Sư phụ đã từng nói chỉ cần có thể làm tốt 3 loại mì, vậy thì trình độ làm mì cơ bản đã qua cửa rồi. 3 loại mì khác nhau là sự lựa chọn vô cùng tốt để kiểm tra trình độ của chủ sư. Này, có ai không? Đói chết mất, cho ta một bát mì lên đây. Không phải chứ? Tuyết Tịnh, sao cô ấy lại đến đây hả? Miệng băng tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được quên rồi. Xem ra vận khí của ta không tồi chút nào. Ta đến để bắt huynh về đây, không thèm nói một câu đã đi rồi. Nếu không phải là Linh Nhi nói cho ta, ta thực sự là không biết huynh đi đâu luôn nhỉ. Huynh đi luôn như vậy đâu. Huynh cũng nhẫn tâm thật đấy. Tha cho ta đi bà cô. Huynh mà không quay về Thanh Phong trai với ta, về sau 3 ngày nào cũng sẽ đeo đẽo theo huynh, phiền chết huynh chí thôi. Đúng lúc ta cũng muốn chơi bời nhiều hơn. Cô có thể bỏ ta ra được hay không hả? Quý khách, món ăn của cậu gọi đã đến rồi. Xem ra thủ nghệ không tồi chút nào.
không biết mùi vị thế nào thôi. Hoa, đây là cái gì nhìn thật ngon. Tiên sinh, món gà gọi lên đã đủ hết rồi, xin mời dùng. Ôi, đúng lúc ta đang nói. Niệm Băng, chúng ta ăn trước đi. Ây, đây chẳng phải là Kim Hưu Quyên hay sao? Sao ở đây cũng có bán vậy? Tĩnh Tĩnh, chúng ta thử xem đầu bếp ở đây so với Minh Sư Phụ như thế nào. Niệm Băng, Kim Hưu Quyên này thật là kỳ lạ. Niệm Băng, đầu bếp ở đây là ai? Minh Nguyên Khúc Thúc đã từng nói, bí mật của Kim Hưu Quyên này là độc truyền của bọn họ. Tại sao Kim Hưu Quyên do hắn làm ra lại có mùi vị giống với Kim Hưu, lại có mùi vị của Minh Nguyên Thúc Thúc làm chứ? Ta cũng không biết. Ăn thử hai món này nữa. Ngươi có biết hai món này không? Niệm Băng, những món này là gì vậy? Đây là món nư đà cổn, một món ăn vặt rất nổi tiếng ở đế quốc Hoa Dung. Muốn làm được món này vô cùng khó. Ta nghĩ ngươi nhất định là sẽ rất thích ăn. Ăn thử đi. Ta nếm thử. Ngon quá, đúng là rất ngon. Món này làm từ gì vậy? Vừa thơm vừa ngọt, còn hơi dai dai nữa, mùi vị ngon tuyệt. Đích thực không tồi. Là lư đà cổn chính tông, mùi vị ngon vô cùng. Lư đà cổn nên gọi là bánh bột đậu hỗn hợp mới đúng. Bởi vì sau khi chế biến xong, cần phải rắc thêm một chút bột đậu tương lên trên. Giống như là con nửa lăn ra lăn lại ở trên nền cát vàng nên mới có tên như vậy. Cách làm của nó là dùng bột hạt kê vàng thêm nước nhào nặn thành mì lăm nhưng chưng chín. Đồng thời trong lúc xay bột phải thêm chút nước và mềm một chút. Ngoài ra sau khi rang chín đậu tương thì xay thành bột. Rắc bột đậu tương lên mì lắm đã chưng chín rồi cán thành từng miếng. Sau đó quyết thêm bột đậu đỏ rồi cuốn lại, cắt thành từng miếng nhỏ, rắc thêm một ít đường trắng là hoàn thành rồi. Lúc chế biến, yêu cầu bánh phải đều đặn, tầng nếp rõ ràng. Bên ngoài màu vàng, đặc điểm là thơm, ngọt, dai, đậm, mùi thơm của bột đậu tương. Tĩnh Tĩnh, cô xem đây chính là thượng phẩm ở trong lư đà cổn, tên là lư đà cổn nghìn tầng. Vậy cái này thì sao, nhìn vàng vàng hình như rất mỏng, như thủy tinh mỏng trong suốt vậy, người thấy có mùi gừng. Đây là khương chấp bài xoa. So với lư đà cổn thì tên tuổi của nó còn lớn hơn. Đó là một món ăn vặt nổi tiếng của đế quốc kỳ thú phía Nam. Bình thường trẻ con rất thích ăn. Lúc đầu sư phụ của ta vì học nấu món này mà đã từng đến đế quốc kỳ thú, dùng hết tất cả mọi thứ mới có được chân truyền. Giống như Kim Hương Quyên, phương chấp bài xoa này có khẩu vị quyết chế biến của mình. Trong đó quan trọng nhất chính là chữ giòn. Bởi vì lúc ăn món này có mùi vị của từng tiếng gừng tươi nên có tên là như vậy. Gừng tươi phải được gọt vỏ rồi cắt vụn nhỏ, thêm vào bột mì có lượng phèn chua nhất định, cùng bỏ vào trong chậu dùng nước lạnh lặn thành mì lắm, bỏ vào máy ép 5-6 lần đến khi ép thành miếng nhỏ nhẵn bóng đều đặn. Sau đó rắc tinh bột lên miếng mỏng đó. Sau khi làm thành sợi dài thì dùng dao cắt thành từng sợi, bài xoa rộng 1 tấc, dài 2 tấc, chồng hai miếng nhỏ lên nhau, ở giữa cắt thêm 3 dao, tách ra thành từng miếng rồi đảo đều với nhau, rán trong dầu nóng. Nhúng bài xoa đã rán xong vào mật ong. Phương pháp nhúng mật là cắt nhỏ gừng tươi gọt vỏ thành sợi. Sau khi dùng nước đun sôi sợi gừng thì cho vào đường trắng, sau khi sôi thì bỏ mạch nha, hoa quế rồi tiếp tục nào đun với lửa nhỏ. Bỏ bài xoa đã rán xong nhúng vào trong mạch nha, hoa quế để đun với sợi gừng. Sau khi nhúng mật, bài xoa sẽ có màu vàng nhạt, có đặc điểm giòn, ngọt, thơm, lúc ăn sẽ có thơm mùi gừng. Bình thường ta chỉ có thể làm được như vậy. Được, ta đã nghĩ không biết ai lại có thể gọi ra ba món này chứ. Thì ra là người trong nghề, hân hạnh. Một cô gái thật là kỳ lạ. Cô là bếp trưởng ở đây sao? Không sai, ta chính là bếp trưởng ở đây, cũng là đầu bếp duy nhất ở nơi này. Người trong nghề thì không dám nhận, ta bị bảng hiệu thu hút tới đây. Xem ra 3 đồng tiền vàng này tiêu cũng đáng lắm. Cô mới là người trong nghề làm bột.
ba món mà cô làm đều nắm bắt được chính xác được lợi ích của độ nóng, đặc biệt là nư đà cổn. Loại nư đà cổn nghìn tầng này tuy rằng ta cũng có thể làm được, nhưng về độ đều đặn thì e rằng không bằng được cô. Mỗi một đầu bếp đều có sở trường của mình. Ta chỉ biết làm món bột bốn chữ nhất phẩm diện thực này, mặc dù có chút khoa trương, nhưng ta tự đánh giá đồ ta làm ra rất đáng với giá một kim tệ. Không biết cô nương có quen biết một vị tiền bối tên là Sao Chù hay không? Hai món bột còn lại ở bên ngoài cũng có lưu truyền, nhưng người biết cách làm Kim Hưu Khuyên không nhiều. Vừa mới nhìn đã có thể nhận ra chủ nghệ của ta rồi. Ngươi là ai? Ta chỉ là một chủ sư bình thường mà thôi. Ta có một người bạn là đệ tử của Sao Chù tiền bối ấy, vì thế ta có chút hiểu biết về chủ nghệ của Sao Chù nhất mạch, vậy mới nhìn ra tay nghề của cô. Lẽ nào ngươi quen với Minh Nguyên sư huynh hay sao? Nhưng huynh ấy ở Băng Tuyết Thành mà. Cô là sư muội của Minh Nguyên sư thúc sao? Đúng vậy, ta là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Sư phụ nói sư huynh vẫn luôn ở Băng Tuyết Thành. Để chúng ta qua bên đó nói đi. Cô gọi Minh Nguyên sư thúc là sư huynh, xem ra ta thấp hơn cô một bậc rồi. Tốt quá rồi, chúng ta nói chuyện một lát. Thiếu nữ này tự xưng là sư muội của Minh Nguyên. Nhìn vào cách làm món bột của cô ấy, tuyệt đối là không kém tay nghề của Minh Nguyên. Mặc dù sư phụ nói ta có thiên phú rất cao, nhưng bởi vì 8 năm nay ta gần như là đã học qua hết tất cả các hệ món ăn, vì thế mà sở trường cực ít. Mặc dù thêm cả trợ giúp của ma pháp, ta có thể trở thành một chủ sư đỉnh cấp, nhưng muốn có đột phá về chủ nghệ thì tuyệt đối không thể nào dựa vào ma pháp. Phải qua trải nghiệm ở trong khoảng một thời gian dài, tiến lên một tầng trên mọi phương diện mới được. Ta tên là Tuyết Tĩnh. Minh Nguyên thúc thúc là bếp trưởng của Thanh Phong Trai. Cô tên là gì? Ta tên là Minh Huy.